Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm lễ dỗ sư ông Gò Mối lần thứ 70, ngày 23 tháng 3 năm 1954, ngày 23 tháng 3 năm 2024, chúng tôi xin ghi hình lại quang cảnh khâu chuẩn bị lễ dỗ của sư ông Gò Mối. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin nói sơ lược về tiểu sử của sư ông Gò Mối. Sư ông tên thật là gì, sinh vào năm nào, ở tại đâu thì chưa ai được biết. Chỉ có điều lạ là ở bắp chân trái của sư ông Gò Mối có một vết thẹo và ông không biết chữ Việt lẫn chữ Nho. Tuy nhiên, theo lời các cô bác lớn tuổi mà đã được gần gũi với sư ông thực lại, thì sau khi sư ông tỏ ngộ thì sư ông viết toàn là cổ tự, làm ngạc nhiên các nhà nho thời bấy giờ. Sư ông xuất thân từ đâu thì không ai được rõ lắm. Chỉ biết là ông đến cái Gò Mối khá to, chung quanh bao bọc toàn là cây cối um tùm, nằm bên Tiểu Khê, tầm B Tâm Bản, thuộc tỉnh Can Đan, quận Sa An, và cách Nam Giang, Kinh Đô Miên Quắc khoảng 41 cây số. Tới đây thì sư ông không cửa không nhà, và sư ông đã trở thành một vị nhân mượn cái Gò Mối quan vắng ở đó và lập nên một cái am lộ thiên để lo tu thân và dưỡng tánh. Như thế mà sư ông vẫn chịu được nổi những cơn mưa dầm nắm tát cùng thời tiết bất thường quanh năm. Vì thế mà người dân bổn xứ ở nơi đây mới gọi là sư ông Gò Mối, hay là ông Đạo Gò Mối, hay là ông Tầm Bê Tâm Bản. Người dân địa phương, nhất là người Miên, cảm thấy sư ông khổ hạnh quá, động lòng trắc ẩn, mới năn nỉ với sư ông đặng xin cắt nhà cho sư ông ở. Nhưng sư ông ngăn cản và cự tuyệt. Nhưng mọi người vì quá tôn kính sư ông nên họ không nghe lời sư ông mà xúm lại cắt cho sư ông một cái nhà để cho sư ông ở. Khi cắt xong họ ra về thì sư ông chọc phá cho thủng hết cả. Thổ dân sửa lại, nhưng sư ông vẫn tiếp tục chọc phá, và việc đó cứ tái diễn nhiều lần như thế. Thét rồi mọi người cũng phải đành chịu bó tay. Vào một năm tại vùng này, lúc đó còn ở trên Campuchia, bỗng có bệnh dịch thời khí bộc phát, sát hại sanh chúng quá nhiều, thành một bệnh nan y. Mọi người đều bó tay để chờ lưỡi hái của tử thần. Cuối cùng thì người Miên lẫn người Việt đồng kéo đến nhờ sư ông cứu độ. Sư ông cho bệnh nhân uống toàn là bông điệp, bông dạng thọ, lá cây, vân vân. Thế mà từ đó dần dần chứng bệnh dịch trời nguy hiểm bớt đi, rồi từ từ dứt hẳn. Do sự trị bệnh quá nhiệm màu của sư ông mà sư ông được nổi danh. Mọi người gần xa nặng lòng thờ trời kính Phật đều đến quy y làm đệ tử và tri ân nồng hậu sư ông có công cứu nhân độ thế quanh vùng này. Và vì quá tôn kính sư ông nên họ mang vàng bạc tới yêu cầu sư ông dùng số bạc này để cắt chùa hầu làm sáng tỏ lòng thành kính vô biên của người tín ngưỡng bộ đạo Phật. Nhưng sư ông chẳng nhận, rồi họ cũng để đó rồi cùng nhau ra về. Nhưng chẳng may thì có một bọn cướp người Miên ở sóc gần đó, họ kiến tài động tâm, cho nên họ kéo đến cửa thiền giật hết số tiền của bá tánh cúng hiến. Đã vậy mà họ còn nhẫn tâm chém ông có thẹo ở môi và cánh tay. Sau vụ cướp này, sư ông bèn dờ về cái ô một chỗ cách xa Tầm Bê Tâm Bản nó khoảng 5 cây số. Đến đây ông cùng bổn đạo dựng lên ngôi chùa Thiệt Thọ. Từ đó sư ông hết lòng dẫn độ nhân sinh trong đường tu hành. Đồng thời sư ông để tâm tìm các thứ cây quý, nấu thuốc cao để giúp đỡ kẻ nghèo. Những ai có bệnh khi dùng qua món thuốc cao mà sư ông đã dày công nghiên cứu đều cho là linh dược trị bá bệnh. Một dấu chân kỳ lạ. Tương truyền rằng có một số bổn đạo của Đức Phật Thầy ở Láng Linh thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, châu Phú An Giang, là những người rất am hiểu về quyển Kim Cổ Kỳ Quang của ông Ba Nguyễn Văn Thới, mà trong đó họ có để ý câu
dấu y như dấu, dạ còn hồ nghi. Vì sao đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An lại ám ảnh câu sấm đó? Vì theo lời truyền tụng thì câu sấm ấy ẩn ý nói về cuộc đời oanh liệt của Đức Cố Quảng, là một vị tướng anh hùng chống Pháp ở miền Hậu Giang Châu Đốc. Khi thắt trận vào năm 1873, ông bị thương ở chân trái rồi vắng mặt cho đến ngày hôm nay. Ngày nọ họ nghe đồn ông Đạo Gò Mối có dấu lạ nơi chân trái như Đức Cố Quảng, cho nên họ đồng đến cái ô xin phép ông cho xem chân. Quả thật, sau khi quan sát kỹ lưỡng dấu chân lạ ấy, họ quá sợ và đồng quỳ xuống lại sư ông, vì họ cho rằng sư ông chính là Đức Cố Quảng hiện thân. Đặc biệt là sư ông có nuôi một con khỉ và một con heo để làm bạn. Con khỉ ấy rất linh thính, mặt thì màu đỏ. Hãy y ta để ý kẻ nào đến chùa với tấm lòng bất chánh thì nó khọt khẹt, mồm thì luôn tỏ ra xua đuổi đứa gian tà. Lại nữa, mỗi khi ai chọc nó thì sư ông bảo đừng động đến nó. Ngoài ra, sư ông còn nuôi một con heo mà các tín đồ lúc đó thường gọi là con heo bồ. Con heo này cũng khác thường hơn các loại heo khác. Cái đuôi nó ốp sát vào háng và cái đít của nó diêu ra ngoài, nanh nó thai 4 kỳ và tiểu tiện không hôi thối. Khi sư ông nuôi nó được 25 tuổi thì nó rụng 4 lần nanh. Một hôm có một đệ tử hỏi sư ông rằng: bạch thầy, thầy nuôi con heo để làm chi vậy? Thì sư ông đáp: để làm lễ khai bằng. Chú thích: lễ khai bằng là lễ tế trời đất. Bạch thầy, ăn khai bằng để làm gì? Sư ông đáp: làm lễ khai bằng để ăn mừng một vị Phật sắp ra đời ở dưới nước, khai sáng nền đạo để cứu nhân độ thế. Đúng vậy, vào khoảng năm 1939, vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, thì Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời tại làng Hòa Hảo, thì sư ông truyền cho bổn đạo làm thịt con heo ấy để làm vật hy sinh, cử hành làm lễ ăn mừng vị giáo chủ có công lập đạo ở miền Nam Việt Nam, mà người đời gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Và sư ông có sai một đệ tử tên là Quỳnh Kim Thiền đem thịt xuống tổ đình Hòa Hảo để hiến tặng Đức Ông. Thịt còn lại thì chia cho bổn đạo ăn, còn mỡ thì thắng được 7 thùng. Vì vậy mà đệ tử cho sư ông là một nhà tiên tri, biết việc quá khứ và vị lai. Đến năm 1945, sư ông biết trước người Miên ở đây sẽ nổi loạn, cho nên sư ông bỏ chùa này, chèo ghe ra dàm cái ô, một nơi ở ngay chợ Tầm Bê Tam Bản. Cái đó ông tạm cắt nhà tre lợp lá ở gần đây. Đến ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì lúc Nhật đảo chánh pháp ở Đông Dương, và cũng là lúc nhiều biến cố trầm trọng xảy ra, sư ông rời khỏi xứ Cao Miên trở về Việt Nam. Lúc bấy giờ ông giao lưu khắp miền Tiền Hậu Giang trên một chiếc ghe cùng với hai người đệ tử thân tín là ông Nguyễn Văn Nguồn, tức là con nuôi của sư ông chèo lái, và ông Nguyễn Văn Lĩnh là chèo mũi. Hai ông này sau làm từ của ngôi chùa Phước An Thiền, tức là ngôi mộ của sư ông Gò Mối ngày nay. Đến năm 1946, sư ông trở về Việt Nam dân du khắp Tiền Giang và Hậu Giang, và sau cùng ông trở về nương ngụ dưới mé sông phần đất của ông Quỳnh Văn Trọng thuộc xã Tân An, Tân Châu, An Giang. Tại đây, sư ông vẫn tiếp tục làm thuốc cao để cứu nhân độ thế và hằng đem đạo đức để răn dạy tín đồ. Đến năm 1949, sư ông cắt trại lưới ở mé sông phần đất của ông Quỳnh Văn Trọng, và cũng chính lúc này sư ông tự điều khiển để bắt cá cho bổn đạo ăn, chớ không hề bán chát cho ai cả.
Có lần sư ông khởi công đánh lưới, ông bổ lưới ngang mương cầu chuối. Các tín đồ hỏi sư ông sao bổ lưới như thế, thì sư ông trả lời để bắt cá ác. Quả nhiên, đúng 29 năm sau, tức vào khoảng năm 1978, bọn Pol Pot xuống tới giàn lưới của sư ông thì họ quay trở lại. Hiện nay dây lưới của sư ông còn được thờ tại nhà lưới của sư ông. Đến năm 1952, sư ông sai ông Nguyễn Văn Nguồn là con nuôi của sư ông lên hỏi chia một phần đất của ông Huỳnh Văn Trọng để cất chùa. Nhưng ông Út lại không bán mà hiến tặng đất cho sư ông. Lúc bây giờ tín đồ của sư ông khá đông nên họ sẵn sàng kẻ công người của dựng lên cho sư ông một ngôi chùa và lấy hiệu là chùa Phước An Thiền. Hiện nay chùa Phước An Thiền hay còn gọi là ngôi mộ sư ông Gò Mối tọa lạc trên phần đất cống hiến của ông Huỳnh Văn Trọng, cách dầm kinh sáng độ khoảng 700 thước, trong một bầu không khí tịch mịch và cổ kính. Lúc về già, vẻ tiên phong và đạo cốt của sư ông càng lộ hẳn ra, gương mặt hồng hào, dáng uy nghi và nhất là hàm râu bức sơn của sư ông. Cho nên khi tiếp xúc với sư ông, ai cũng phải kính nể và khiếp đảm. Nhờ vậy mà đệ tử càng ngày càng sùng bái sư ông đến cực độ và cùng lúc lại suy tôn là sư ông. Đến năm 1954, sức khỏe của sư ông kém dần và biết mình không qua khỏi định lực của tạo hóa nên sư ông di ngôn lại như sau. Khi ta tịch thì cứ hoàng quan tài tại ghe 3 năm, còn muốn an táng thì không cần đào nguyệt. Thế rồi, vào một đêm nọ, lúc 10 giờ, dưới bầu trời ảm đạm, tuy cơn bệnh càng trầm trọng, nhưng sư ông lại rất tỉnh táo. Lúc ấy, ông luôn luôn thủ một cây đèn bấm để ở trên ngực. Xong số trời đã định, cây đèn vừa tắt thì cũng vừa lúc sư ông trút hơi thở cuối cùng và linh hồn ông đi chầu Phật. Vào lúc 12 giờ 40 phút đêm rạng ngày 23 tháng 3 năm 1954 âm lịch, để lại cho tín đồ biết bao nhiêu sự tôn kính thương tiếc của các đệ tử trung thành với sư ông. Khi liệm xong linh cữu của sư ông hoàng tại chùa, giữa lúc tan tóc, các vị đệ tử của sư ông đều khó xử. Nếu dâng lời di chúc của sư ông trước khi lâm chung, tức là quan tài để dưới ghe, thì bổn đạo rất lấy làm đau lòng. Còn nếu an táng thì không biết có làm trái ý sư phụ không. Cuối cùng, họ nhờ quý ông đại đội Lê Hồng Tươi, ông đại đội Tư Như, đại đội Trình, đại đội Nên, xuống tặng tổ đình Hòa Hảo nhờ sự giải quyết sáng suốt của đức ông, tức thân sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Khi các ông đến tổ đình gặp đức ông trình bày mọi việc thì đức ông nói rằng: căn cứ theo lời di chúc, nếu an táng không cần đào nguyệt thì để làm vừa lòng người quá cố, đức ông bảo bổn đạo cứ xây lộ thiên trên mặt đất một tòa sen bằng gạch kế sau chùa Phước An Thiền để an táng linh cữu của sư ông trên đó. Nhờ sáng kiến rất hay của đức ông mà đám tang của sư ông được tổ chức rất trọng thể, với sự hiện diện của các cấp chính quyền trong thời đó và bổn đạo xa gần đều tề tụ để chịu tang và tiễn đưa sư ông về nơi an nghỉ nghìn thu. Sau đó, muốn cho ngôi mộ được tôn nghiêm ấm cúng, các đệ tử của sư ông dựng lên một cái am nền đúc dách gạch lợp ngói bao trọn tòa sen để tránh sương tiết của thời gian. Hàng năm cứ đến ngày dương tịch của sư ông, tức ngày 23 tháng 3 âm lịch, bổn đạo ở các nơi xa gần đều tấp nập về chùa Phước An Thiền, tức là ngôi mộ của sư ông Gò Mối ngày nay, hầu thành kính chiêm ngưỡng lễ bái người quá cố đã có công dẫn độ tín đồ trên con đường đạo hạnh bất diệt.
Nam Mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo đây mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi quang cảnh khâu chuẩn bị tổ chức lễ giỗ của sư ông nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày sư ông viên tịch. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là quang cảnh lá chuối và cô bác gói bánh tét nhân kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 70 của sư ông. Đây là những cái đoạn bánh tét đã được gói sẵn và chuẩn bị đem đi hấp. Dạ. Năm nay mình có gói nhiều không hả cô? Là khoảng bao nhiêu đoạn hả cô? Dạ. Năm nào cũng vậy hết á cậu ơi. Dạ. Cậu là anh nhưng mà mình bắt đầu thì cậu trước rồi. Dạ. Vì không có dùm lên. Dạ. Dạ, không cảm nhiều. Cái này là mình chờ gói xong hết trơn rồi mình đi hấp lượt luôn hết không? Dạ. Dạ chưa có được cái gì hết á. Dạ. Cái này là nếp, xào nếp. Cái này là nếp nè phải không anh? Nếp mình ốp nhân nè. Dạ. Vậy sao? Đây là quang cảnh các cái cô bác tất bật chuẩn bị ngày lễ giỗ của sư ông gò mối sắp tới. Cô bác tại tụ về đây cũng khá đông để chuẩn bị các cái khâu như là gói bánh tét rồi dân cờ vân vân nhân ngày kỷ niệm lễ giỗ của sư ông lần thứ 70. Đây là quang cảnh gói bánh để chuẩn bị lễ giỗ của sư ông quý vị. Đây là nếp và nhân. Cái này cái gì thấy gì hay? Nhân bánh tét, nhân chắc. Trời ơi. Dạ. Dạ. Chưa có xài nhân. Chắc mình gói nguyên ngày nay luôn quá. Nay à. Đây là quang cảnh cô bác gói bánh tét ở tại ngôi mộ của sư ông gò mối để chuẩn bị lễ giỗ của sư ông. Và đây là các cái đoàn đổ bánh xèo quý vị cũng chuẩn bị một cách cẩn thận và nhanh chóng để chuẩn bị vào lễ giỗ của sư ông gò mối nhân kỷ niệm 70 năm ngày sư ông viên tịch. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi vào tham quan chiêm ngưỡng và lễ bái khu vực nhà lưới của sư ông. Đây là nhà lưới của sư ông. Ở phía trước thì cũng có bàn thông thiên hai cấp. Đây là quang cảnh cô bác từ khắp mọi nơi cũng bắt đầu tề tụ trở về ngôi mộ của sư ông gò mối để chuẩn bị các cái khâu nhằm phục vụ lễ sư ông gò mối được tốt hơn.
Đây là khu viên bên trong của ngôi mộ sư ông Gò Mối. Đây là dây lưới của sư ông. Ngôi thờ phía dưới là 12 bản lưới của sư ông. Ở phía trên thì thờ Đức Thánh Tổ và trên hết là thờ Phật Tổ Phật Thầy, Đức Giáo Tổ Bửu Sơn Kỳ Hương, và tượng trưng là một bức trần điều. Đây là dàn lưới của sư ông Gò Mối, khởi làm vào năm 1949 cho đến năm 1954 thì sư ông quá giảng. Đây là những cái bức tranh minh họa lại cuộc đời của sư ông. Sau khi thất chặn, ông Sáu Năm Chèo dạch đường đưa sư ông tới Láng Trái. Bỗng dưng có bạch hổ xuất hiện tới rước ông, đưa sư ông về tới Châu Thiên Động. Khi tới Châu Thiên Động thì sư ông tu được 6 năm đắc đạo Đại La Thiên Tiên. Lúc này người bệnh đồn ra tấp nập đến sư ông trị bệnh. Rồi ông có nuôi một con heo 25 năm rụng 4 lần nanh. Năm 1938, năm 1939, ông cho bổn đạo biết là năm nay làm con heo này cúng thiên địa để làm lễ khai bằng. Năm 1946, sư ông Gò Mối trở về Việt Nam, ở Cao Miên vì Bến Tầng Hoàng, trở về Nam đặng có sửa sang. Sư ông về Việt Nam dân du khắp Tiền Giang, Hậu Giang, rồi sư ông trở về ở Tân An, xã Tân An, Thanh Châu. Rồi đến năm 1949, sư ông khởi công đánh lưới. Ông bữa lưới ngang mương Cầu Chuối để bắt cá ép. Quả đúng 29 năm sau, năm 1978, bọn Pol Pot xuống tới dàn lưới của sư ông rồi quay trở lại. Đây cũng là một điều hết sức màu nhiệm. Đến năm 1949, sư ông cắt trại lưới ở mé sông phần đất của ông Quỳnh Văn Trọng. Đến năm 1952, sư ông sai ông Nguyễn Văn Nguồn là con nuôi của sư ông lên hỏi ông chủ đất Quỳnh Văn Trọng để chia một phần đất cắt chùa, đặt tên là chùa Phước An Thiền. Vào đêm 23 tháng 3 năm 1954, lúc 12 giờ 40 phút, sư ông viên tịch linh cữu ông để ở phía sau chùa Phước An Thiền. Lúc này đệ tử của ông là 20.000 tín đồ về dự lễ đám tang của ông. Đây là quang cảnh ở khu vực Gói Bánh Tét quý vị. Thank you.
Đây là khu vực bánh xèo từ thiện Tám Thi cũng đang chuẩn bị để chuẩn bị cho ngày lễ giỗ của sư ông sắp tới. Hấp quá hả gần. Đây là những cái đòn bánh chuẩn bị đem đi hấp quý vị.